À, thưa quý vị và các bạn, tôi thích làm video lắm. Vì thông qua video, tôi có thể relax, tôi có thể giải trí, gặp được các quý khán giả yêu thích. Tôi có thể cháy hết mình với những cái hồ sơ. Và thông qua cái video thì tôi có những cái động lực trong cái cuộc sống. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng đọc một số tờ báo thì cảm nhận rằng là không được rồi, mình với cái tần suất như vậy thì mình cảm nhận rằng là mình sẽ sức khỏe mình sẽ chết đến thôi. Và hôm nay có một cái câu chuyện nó làm một chút vui để tặng cho các anh chị, quý ông bà cô bác và anh chị, để quý ông bà cô bác và anh chị hiểu thêm về cảm nhận giữa đời thường. Và đây là cảm nhận của một bài báo lấy từ báo Đời Sống. Tôi đọc cho quý vị và các bạn nghe nhé. Đến khi nào chúng ta ngừng kiếm tiền và học cách hưởng thụ cuộc sống? Một năm có 365 ngày, một tháng có 31 ngày, một tuần có 7 ngày. Chúng ta đã đi làm 5 ngày trong một tuần, thậm chí có những người làm 6 ngày. Sống và làm việc cả đời, nhưng chắc chắn hẳn nhiều người đã quên mất. Quên cái gì đây? Sống, làm việc là cả đời, nhưng chắc hẳn nhiều người đã quên mất. Thậm chí nhiều người đã quên hẳn nhiệm vụ quan trọng nhất, mà chỉ nghĩ rằng ngày mai mình phải kiếm tiền. Làm sao để kiếm ra nhiều tiền, kiếm được bao nhiêu tiền, lao động chăm chỉ rồi sẽ được nhiều tiền. Tất nhiên khi còn trẻ chúng ta phải lao động không ngừng để chúng ta kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng thời gian chẳng đợi ai. Nếu chúng ta cứ mãi rơi vào vòng xoáy tiền bạc thì có lẽ đến lúc hơi thở tắt chúng ta cũng chẳng nhận ra suốt quãng đời dài chúng ta cần phải sống vì bản thân mình trước tiên. Và chúng ta cũng nên bỏ quan niệm rằng cần phải làm việc để dành lại chút ít tài sản cho con cháu mình mai sau. Bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời, đời ai cũng chỉ cần cần cù, chăm chỉ, hạnh phúc và chỉ biết bản thân mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ lại rằng tổng tài sản của chúng ta có được bao nhiêu. Và nếu như ông trời ông gọi chúng ta vào ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm gì? Và số tài sản đó có sẽ để dành cho ai? Có để lại di chúc hay không? Hay số tài sản đó để cho một đứa con, một tổ chức thiện nguyện? Và rồi cả cuộc đời chúng ta, tất cả sự chăm chỉ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo, ra đi trắng tay. Tôi không có ý định sẽ lên án, sẽ dạy một ai đó về cái vấn đề tiền bạc. Nhưng tôi thấy rút từ bản thân tôi, có những lúc mình cảm thấy thương bản thân mình lắm. Vì sao các bạn hiểu không? Vì mình cứ đầu tắt mặt tối. Rồi thì nếu những người trong gia đình mình quay lại với mình, nếu người chồng quay quẳng mặt lại với mình đi tìm một cái cuộc nhân tình mới, nếu các con của mình nó không hiểu mình và nó nói rằng mẹ là một người mẹ không thực tế, thì có lẽ chính tôi là người buồn nhất. Nhưng trong cái cuộc sống quá khó khăn, nếu chúng ta không chăm chỉ hơn, chúng ta không cố gắng hơn, thì chúng ta khó có đạt được được ngày mai. Cho nên tôi vẫn đau đầu giữa hai bài toán. Một bài toán phải làm thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Và một bài toán tại sao mình không chăm sóc lấy những ba mẹ mình. Mình không có đủ thời gian cho người thân yêu của mình.
mình không đủ thời gian cho con cái của mình. Rồi đây, những cái đồng tiền mình làm ra, liệu các con mình có hiểu được giá trị hay chúng đem chúng vứt? Các bạn tôi nghĩ cũng vậy. Các bạn ở lứa tuổi tôi, các bạn cũng đang song hành với con, hiểu được rằng 100 ngàn ba mẹ chúng làm ra khó không? Hay chỉ chúng chỉ có hôm nay được 100, ngày mai được 1 triệu và ngày mai được 10 triệu. Cái ước muốn là không tưởng. Và khi đọc bài báo này tôi giật mình. Tôi thấy rằng mình cần thiết phải có sống cho chính bản thân mình. Nhưng thời gian chẳng đợi ai. Nếu chúng ta cứ mãi rơi vào vòng xoáy tiền bạc thì có lẽ đến khúc hơi thở tắt, chúng ta cũng chẳng nhận ra suốt quãng đời dài chúng ta cần phải sống vì bản thân trước tiên. Và chúng ta cũng nên bỏ quan điểm rằng cần phải làm việc để dành chút ít tài sản cho con cháu mai sau. Bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời. Đời ai thì cũng phải cần cù chăm chỉ vì hạnh phúc chính bản thân mình mà thôi. Mỗi năm có 365 ngày, một tháng có 31 ngày, một tuần có 7 ngày. Chúng ta đã đi làm 5 ngày trong một tuần, thậm chí có những ngày người đi làm 6 ngày. Vậy thử hỏi xem với tần suất này thì chúng ta có được coi là của chúng ta khi không ít thời gian vào công việc không? Thậm chí nhiều ông bố và bà mẹ chỉ kịp gặp con một tiếng vào buổi tối trước khi con đến giờ đi ngủ. Cuối tuần con muốn đi chơi nhưng vì bận việc nên bố mẹ luôn từ chối lời đề nghị của con mà ngồi ôm laptop chép email. Rồi có cả những người vì quan tâm suốt tháng bận rộn công việc mà quên rằng luôn có bố, mẹ, những đấng sinh thành tóc ngày một bạc thêm đang đợi một cuộc gọi điện thoại đã xa nhà đã bao lâu nay. Chúng ta đã luôn rút ngắn thời gian của chính mình, đã vô tình đẩy những người khác xa mình, nhưng chắc hẳn không có nhiều người nghĩ đến chuyện này. Không chỉ khiến những người xung quanh mệt mỏi, rồi bản thân mình cũng dần nhận ra thậm chí sự ích kỷ ấy biến thành vô tâm khi chính mình cũng chẳng nhận ra. Đôi khi chúng ta cứ ngụy biện rằng thời buổi này không đi làm lấy đâu ra tiền để sống, để cho biếu người này người kia. Đích đến cuối cùng của một người không phải là hạnh phúc sao? Và hạnh phúc phải gắn với tiền mới được gọi là hạnh phúc ạ. Nếu định nghĩa như thế thì biết đến bao giờ chúng ta mới chạm được hạnh phúc xa xỉ, và biết bao giờ chúng ta mới hạnh phúc, mới nằm trong tay tất cả mọi người mà không bỏ sót ai. Rồi đến khi nhận được lương, cầm tiền trên tay, nhiều người vẫn giữ thói quen tiết kiệm, không dám vì mình mà mua một chiếc áo mình đã thích từ mùa đông năm trước. Tại sao chúng ta hà tiện với chính bản thân nhỉ? Trong khi đấy là món quà xứng đáng sau những ngày làm việc chăm chỉ và căng thẳng. Có phải chúng ta phải bỏ phí những cơ hội quý giá không? Bởi lẽ món quà ấy không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần. Tinh thần càng thoải mái, rộng mở thì con người càng vui vẻ, phấn khởi, hào hứng để làm việc. Hạnh phúc là tự mình cố gắng tạo nên, vui vẻ cũng tự mình tìm kiếm. Biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái, yên ổn thì mỗi ngày chính là một niềm vui. Mọi chuyện lướt qua tầm mắt với nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi nói thiệt với quý vị và các bạn, một ngày của tôi rất là xích sao. Tôi phải sắp như thế nào cho nó ra nửa tiếng, cho nó ra một tiếng. Và thông qua cái câu chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhìn vậy thôi chứ cuộc đời này ngắn lắm. Lao thân vào kiếm tiền nhiều rồi, đến khi nhắm mắt xuôi tai cũng chẳng mang xuống mồ được. Lao thân vào kiếm tiền rồi mà bỏ bê gia đình thì rốt cuộc cuộc sống thì chỉ để làm gì?
rất là nhân văn. Làm việc chăm chỉ, cố gắng nỗ lực trong từng công việc là điều hiển nhiên, nhưng không được để công việc chiếm lấy hết thời gian bản thân của gia đình. Kiếm tiền rồi phải biết vận dụng để hưởng thụ, để không đến mức lãng phí một đồng tiền cho thở tích tiêu khiển vô bổ. Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là đủ? 1 triệu, 10 triệu hay 1 tỷ? Hàng ngàn hecta ruộng đất cũng chỉ ăn được chút ít hoa quả và nửa chiếc bánh mì mỗi ngày. Từ vài ba căn nhà đã xây, thực tế bạn chỉ cần vài mét vuông để ở, một chỗ ngủ, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp. Vì đâu mà tứ ca cứ phải truy cầu tham lam, đuổi theo hết thảy thứ này đến thứ khác, trong khi trong đời chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được, phải không? Thưa quý vị và các bạn, thông qua những cái câu chuyện nhân văn, những câu chuyện của tạp chí Việt Kiều, những câu chuyện của báo Phụ Nữ, tôi hiểu rằng mình phải sống và sống như thế nào để khi mình nhắm mắt xuôi tai thì mình hiểu rằng là tôi đã sống hết sức mình rồi. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc tôi cũng giống như bài báo, tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình. Tôi lao vào công việc, bỏ bê gia đình. Và những lúc tôi khi con cái có những trục trục trặc trong vấn đề tâm lý, vợ chồng có những cái vấn đề về trục trặc, thì tôi lại quay lại gia đình. Có muộn không? Các bạn, phụ nữ của chúng ta là những người rất là tinh tế, chắc chắn chúng ta sẽ biết và uyển chuyển trong trường hợp nào là tốt nhất cho cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.